Đô thị cổ Hội An có gì ngoài mái ngói cổ rêu phong, những chiếc đèn lồng đung đưa trong gió? Ngày nay, Hội An là một thành phố sinh thái lấy môi trường làm gốc, mà công ty dịch vụ du lịch Hội An Check đang thực hiện đúng định hướng đó. Hội An Check là mô hình kết hợp kinh doanh dịch vụ du lịch với nông nghiệp hữu cơ. Không gian trong khách sạn cùng vật liệu sử dụng đều gợi về một lối sống gần gũi với thiên nhiên. Tại đây, việc thu gom, phân loại rác được thực hiện nghiêm túc để làm phân hữu cơ nuôi trùn quế. Hằng ngày, chuyến xe điện này thực hiện một nhiệm vụ rất đặc biệt, mang những loại rác đã phân loại tại khách sạn Hội An Check và văn phòng đại diện đến vườn sinh thái Kibimer. Trên đường đi, không quên ghé qua những đơn vị đồng hành cùng dự án. Thực hiện quy trình phân loại rác thải, thay đổi thói quen vốn có, nhiều người trong số họ gặp những khó khăn nhất định. Ví dụ như chị Hường, người làm sinh tố trên đường Lê Thánh Tông, Hội An. Vườn sinh thái Kibimer là điểm đến cuối cùng của chuyến xe điện. Khu vườn yên tĩnh này là nơi rác thu gom được, sẽ được phân loại cẩn thận. Chiếc hố này dùng để ủ phân. Cỏ sân vườn, ví dụ như là lá cây với lại cỏ dại đồ mọc trên vườn á, là mình thu gom lại về đây, xong có mình đi ủ. Trong quá trình ủ thì mình có tưới thêm một ít chất men vi sinh nữa để giúp tốt cho quá trình phân hủy rất không bốc được diễn ra nhanh hơn. Sau khi ủ thời gian khoảng một tháng thì tụi mình tiến hành cho trùn quế ăn cộng với 50% rất không bốc nữa. Sau đó là tiến hành cho trùn quế ăn. Phân trùn quế thu được sẽ được dùng để bón cây trong vườn. Anh Trần Võ Đình Khôi, nhân viên tại vườn sinh thái Kibimer sẽ cho thấy cây gỗ trong vườn tốt như thế nào khi được bón loại phân này. Vườn của mình không sử dụng các loại thuốc sinh học để mình phun, mình diệt, mà mình sử dụng đó là cái loại truyền thống của mình, đó là mình ngâm rượu nặng cùng với lại gừng này, với ớt này và với tỏi để mình có thể phun cho cây. Khi mà mình bắt đầu mình làm đất thì mình sẽ sử dụng phân chuồn để mình bón lót cho cây trước, sau đó là mình sử dụng các loại bánh dầu, đó là sau khi mà dầu từ mè hoặc là đậu phộng thì mình sẽ sử dụng những cái loại đó để mình bón cho cây. Ngoài ra thì vườn của mình ở đây có sử dụng phân trùng quế để bón cho cây nữa. Nông sản sạch từ khu vườn này được dùng để chế biến ra những món ăn ngon lành.
Mô hình sử dụng không gian, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ để phát triển du lịch như thế này là điển hình để lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp.